Thông tin Hằng du mục bị một người phụ nữ tự nhận là mẹ ruột lên mạng xã hội công khai tố hai cha con nữ TikToker là những kẻ vô ơn, sống sai trái đang khiến cõi mạng rúng động. Loạt động thái từ phía Hằng du mục ngay lập tức được chú ý. Hằng du mục vẫn luôn là cái tên nóng nhất mạng xã hội khi cô liên tục bị dính vào những drama trời ơi đất hỡi từ trên trời rơi xuống. Mới đây, xuất hiện một người phụ nữ tự nhận là mẹ ruột của Hằng du mục đã lên tiếng phốt hai cha con cô và tố Hằng sống bất hiếu. Cụ thể, người này cho biết từng bị ông Nguyễn Công Hảo, bố của Hằng du mục, tương tác ngay từ khi Hằng còn nhỏ. Sau đó một thời gian, người này sang Trung Quốc. Do khoảng cách xa nên hai mẹ con không có nhiều tình cảm gần gũi với nhau. Người phụ nữ khẳng định bản thân vẫn còn sống nhưng lại bị Hằng du mục nói là đã qua đời. Kết video, người này tố Hằng sống bất hiếu bởi dù đã nhắn tin nhiều lần nhưng cô và gia đình đều không phản hồi lại. Hiện tại, lời tố cáo này vẫn nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Bởi danh tính của người phụ nữ cũng như thông tin trong đoạn video mới chỉ là một phía và chưa được kiểm chứng. Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, Hằng du mục vẫn ngang nhiên như không có chuyện gì xảy ra, cô vẫn tiếp tục lịch làm việc đã lên từ trước. Trong đó, cô có chuyến công tác đến Hồng Kông. Tại đây, nữ TikToker có cơ hội gặp gỡ nhiều siêu sao nổi tiếng tại làng giải trí Hoa ngữ. Có bài đăng trên mạng xã hội giữa lúc mẹ ruột làm loạn, Hằng du mục bị nghi đang cố tình đá xéo người phụ nữ này. Theo đó, trong dịp công tác Hồng Kông, Hằng du mục đã có cơ hội gặp đạo diễn Lý Lực Trì, một nhân vật tầm cỡ. Hân hạnh giao tiếp với bác đạo diễn, Hằng du mục còn được may mắn khi Lý Lực Trì gửi lời động viên cô sau những ồn ào vừa qua. Cụ thể, Hằng du mục viết, hôm qua tại Hồng Kông, đạo diễn đồng hành của bác Châu Tinh Trì là bác Lý Lực Trì có tặng cho Hằng một cây quạt mà bác tự viết lên ba câu, lý tưởng, nỗ lực, kiên trì. Bác Lý Lực Trì nói với Hằng là hãy sống tích cực và mang lại tiếng cười cho mọi người, cố lên, hãy sống tích cực nhé. Có thể thấy, Hằng du mục rất tâm đắc câu chúc của Lý Lực Trì dành cho mình, nhấn mạnh nhiều lần. Nhiều người nhanh chóng nghĩ ngay đến sóng gió mà cô vướng phải từ mẹ ruột. Việc nữ TikToker nhắc nhở bản thân sống tích cực, không bận tâm đến ồn ào xung quanh, giống như đang đá xéo việc bản thân không hề hấn gì với những trò hạ bệ từ những người trên mạng xã hội. Tại phiên livestream bán hàng ngay trong ngày bị phốt, Hằng du mục vẫn rất thản nhiên, nhiều người xem tràn vào hỏi chuyện. Cô vẫn bình tĩnh cho biết mọi người đừng nên bận tâm, việc của cô chỉ sẽ tập trung vào công việc hiện tại, ai muốn nói gì nói vì đã có pháp luật can thiệp. Về phía bố của Hằng du mục, ông Hảo từng là giáo viên và hiện đang sống ở Cà Mau. Theo như thông tin đăng tải trên trang cá nhân, ông Hảo từng theo học tại trường Đại học Ngoại thương Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Hảo thường xuất hiện với phong thái điềm tĩnh và nhẹ nhàng. Đặc biệt trong một phiên livestream, ông còn gây ấn tượng với phong thái tự tin và hiểu biết khi giới thiệu sản phẩm. Ông còn thành thạo hai ngoại ngữ là tiếng Anh và tiếng Trung, còn góp ý cho Quang Linh Vlogs khi giới thiệu sản phẩm. Ông cũng thường xuất hiện bên con gái trong những lần cô đi thiện nguyện hoặc đi tìm hiểu về các sản phẩm nông sản. Ông Hảo từng tiết lộ quá khứ cực khổ khi nuôi con gái, gia đình lúc đó khó khăn lắm. Tôi đi làm ở đâu đều phải đeo các cháu đi theo. Nay nó học chỗ này, mai nó học chỗ kia. Tôi cũng giáo dục các cháu có tính tự lập ngay từ nhỏ. Hằng du mục từng tâm sự cô ảnh hưởng rất nhiều bởi tính cách nhẹ nhàng do ba truyền lại. Cô tâm sự, Hằng cũng không thích ồn ào, thích cái gì tự nhiên, thoải mái và gần gũi thôi. Phong cách này do ảnh hưởng bởi tính cách của ba truyền lại, với trong quá trình ngày xưa ba giáo dục thì cũng giáo dục một cách rất điềm đạm.